Dạ em xin kính chào với cô chú anh chị Uric Mai Vàng, đam mê sưu tầm bonsai kiện trên cả nước đang xem kênh Cuộc Sống Cần Thơ Hậu Giang ạ. Dạ kênh chuyên chia sẻ về phôi tứ quý, phôi mai vàng, bonsai cây kiện các loại luôn cô chú anh chị nha. Hiện tại là em đang có mặt tại bãi kiện của anh Hiếu ở thành phố Cần Thơ. Chia sẻ cùng cô chú anh chị hôm nay là mình có một lô phôi mai tứ quý, bonsai lùng lực hàng biết sưu tầm luôn cô chú anh chị ha. Em xin phép được chú Lít chia sẻ luôn ạ. Dạ em xin chào anh Hiếu ơi. Rồi chào Phương, rồi dì Hiếu cũng mến chào cô chú ha. Rồi hôm nay cũng quá lâu rồi cô chú anh chị ơi, em săn được mười mấy phôi mai tứ quý không ha. Hàng quýp vềm vẹp nha cô chú, đẳng cấp giá vừa chơi nha cô chú anh chị. Con cặp song sinh này hôm nay thằng lắc như mai vàng nha cô chú, sữa tứ quý mà sữa thằng cỡ này nha. Cặp này rất là quýp ha, cô chú mình đón xem sau ha. Rồi trước hết là em vô những cây bonsai nhỏ nhỏ cho cô chú anh chị mình tham khảo trước ha. Rồi đầu clip nha, em giới thiệu cây bonsai. Đó, cây nằm chậu nha, lâu năm ha, cục đế nè, quýp tìm việc nha cô chú anh chị. Hôm nay cái lô hàng này em săn quá lâu mới lên clip nha. Cây đẹp không cô chú anh chị ơi, giá vừa chơi nha. Đế sổ mà nó gom cái cục đế không á cô chú. Đúng rồi, cây nằm chậu ha, gửi lông em bao cô chú nha. Đây là nguyên một cục ha, gửi lông dưới này là em bao cô chú. Cây nằm chậu lâu năm á. Rồi 28 hoành ha. Dạ. Em đo như vị trí đó. Rồi em đo nhẹ đây cái cho cô chú mình. Hai vị trí 35 ha. Dạ. Rồi cái cũ, cái cũ nó gì là nó được 59 nha. Đó, tổng cái bầu đế nó được 109. Siêu phẩm ha. Lùng lực bonsai, chiều cao là 50. Rồi cây số 1 này em giao lưu với cô chú anh chị là 4.800.000. Dạ, 4.800.000. Đẳng cấp nha cô chú, quá đẹp. Dạ rồi. Rồi đổi cây. À, mã số 2. Rồi mã số 2 trực lắc. Dạ. Đó, săn lắc nè. Tứ quý mà hôm nay là cô chú mình săn ha. Mấy hàng này đế thì đế cũ nha, nằm mô nằm chậu không á. Đó, gom cái củ tròn hay ha. Đế cắm không mà thân thì trực lắc. Giá cũng dễ chơi cho cô chú anh chị mình chơi ha cô chú anh chị. À, gom củ đế nha, cô chú anh chị. Đúng rồi, hàng cho cô chú mình sưu tầm nha. Rồi em đo hoành ha, 30 ha. Dạ. Cái cũ nhẹ gì là nó 70. Dạ rồi. Đó, chịch lắc ha, đường kính bầu là 48, chiều cao là 72. Chịch có lắc cốt cành khá đều ha cô chú anh chị. Đẳng cấp là đây nha cô chú, mấy cây này hôm nay là em sưu tầm. Hàng là giá dễ chơi cho cô chú anh chị mình. Rồi mã số 2 này 6.800.000. Đó, 6.800.000. Giá đầu clip là những cây bonsai vừa vừa ha. Sau đón xem những cây quýp bìm việp của em nha cô chú. Rồi 6.800.000 mã số 2. Rồi mã số 3. Rồi một cái củ tỏi. Đó, quýp bìm việp nha cô chú. Hàng mấy cục này hôm nay là hàng em sưu tầm không á. Hàng nói chung là quá trời trống nhất nào nha cô chú. Tư quý mà giờ kiếm những cục hàng gì thì cũng hơi hiếm nha. Rồi trước hết là em cho chiều cao 40. Rồi, thứ hai là hoành thân 24. Dạ. Cái củ ha, cái củ tỏi ngang đây là 65. Anh em kêu củ tỏi em kêu theo ha. Đường kính bầu là 50 nha. Rồi. Cây tư quý mã số 3 nha cô chú anh chị. Quá đẹp. Rồi, số 3 này em giao lưu là giá là 5.500.000. Đó. Quên đo cái độ sổ cho cô chú mình. Đế sổ là được 3 tắc nha cô chú anh chị. Đó, 3 tắc à, hết biết. Cục đế quá đã. Về đóng đây hai cậy đây ha. Trên đầu 3 bốn bo cái mình chơi ha. Cứ 5 bo, 6 bo đi. Đó. Rồi đổi cây. Dạ mã số 3. Mã số 4. Rồi rồi cái củ này cái cây cũng nằm chậu luôn nha cô chú anh chị. Nguyên một cái củ tỏi ha. Rồi rồi cái củ trái banh lông chứ. Quá đẹp. Đây chắc hồi trước mình trồng trong cái khạp cái gì á anh ha. Không biết. Mấy người ta đập rồi. Nó ôm tròn cái đó là ta trong cái chậu luôn đó. Nó đặt cứng khắc luôn nè, nè gửi con gửi nào con gửi nấy nè. Nó khắn luôn, nó có ngắn luôn nha cô chú anh chị. Mà lùng lực là 5 tược luôn ha. Đó, mẫu mặt hàng này giờ mấy cái mẫu này giờ khó mà kiếm nha cô chú anh chị. Tứ quý. Nói chung em chiếc này em săn hàng cho nó quýp việp nha cô chú. Rồi em vô cái trước hết chiều cao đi ha. Chiều cao là 62.
Rồi kế đến là em đo cái hoành thân nhỏ nhất ở trên này cái đi ha, 2-3 vị trí nha, 28 nha. Đó, rồi nó đầy cái ha, đặng cho cô chú mình tham khảo thôi, 40 nha. Rồi, đây dòng thứ ba là 107 ha. Đó, đo giờ nhiều vị trí cho cô chú anh chị mình khỏi. Rồi, chiều cao là 68. Đó. Nó cái đế sổ nó lên tới đây nha cô chú nè, nó là 40 ha. Đó, sổ 4 tấc nha. Đó là em đo cái tới cái eo nãy cái hoành đây là 28 nè, đó, cái cục đế nè. Đúng. Rồi cây mã số 4 này em giao lưu quý cô chú anh chị gần xa ha, giá là 11.800.000 nha. 11.800. Đó. Rồi. Mã số 5. Rồi, một cây bonsai luôn nha. Đế nè, đó, nói chung là cuộn cây cũng nằm chậu không ha. Rồi hoành thân một vị trí 26. Mấy cây này giá hữu nghị cho cô chú, chiều cao là 41, kính bầu là 45, sổ là 22. Đó, tổng cái nồi đế, tổng nồi đế 110. Rồi đường kính bầu 45. Rồi em giao lưu là giá ha, quý cô chú anh chị gần xa 2.900.000. Cái này thì mặt cắt dung trùng hết rồi, cô chú mình đi năm sưu tầm luôn rồi. Cây này mã số 5. Số 5. Rồi, đổi cây. Số 6. Rồi, mã số 6. Rồi, em tứ quý bonsai luôn, lùng lực luôn. Cây này mặt cắt cũng xanh dờn rồi, cô chú anh chị nha. Mấy cây. Đế cũng khá đế. Bán giá rẻ cho cô chú anh chị mình chơi luôn ha. 27. Cao là 39. Kính bầu là 40. Rồi, cây mã số 6 này, cây tứ quý em quên đo cái tổng cái bầu đế này là 93. Rồi cây tứ quý mã số 6 này em giao lưu 1.500.000 bao ship. Cái cây này em xả nha, rút vốn luôn ha, xả lỗ luôn đó cô chú ơi. Dạ rồi, 1.500.000 mã số 6. Mã số 7. Rồi mã số 7, ôi cây cục đế nè, hết biết nha cô chú anh chị. Đó, em quay một vòng từ từ cho cô chú mình chiêm ngưỡng cái cục đế nó cái ha. Đế là cộng bự ha, đặt ha. Đều dách luôn, không có trống nha cô chú anh chị nha. Phơm lùng lực nha cô chú. Mã số 7 ha. Dạ. Rồi em cho cái hoành thân 27. Nó xuống đây một cái nữa ha, 37. Đó, nhiều vị trí, nói chung là khỏi cô chú khỏi bắt bẻ em. Đó, đường tổng cái này là 109. Đó. Rồi tổng cái bầu đế là 150. Đế sổ là 35. Chiều cao tổng thể là 58. Đó, một em tứ quý cục đế ha. Rồi, cây tứ quý mã số 7. Em xin mặn phép giao lưu đến quý cô chú anh chị gần xa ha. Giá là 6.800.000. Số 6 hay số 7 ha? Số 7. Dạ. Mã số 7, 6.800. Số 7. Dạ rồi. Rồi. Dạ mã số 8. Rồi, mã số 8. Đó, một cây bonsai. Đế đế sổ cũng khá là cao mà đều nha cô chú nhỉ. Đế sổ ha. Phơm lùng lực luôn nha cô chú. Phơm lùng lực. Rồi em vô hoành thân. Này là mã số 8 ha. Đó, mã số 8. 32. Dạ, vị trí này 32. Rồi cái cũ, vị trí cái cũ đây là 103. Dạ rồi. Đó. Tổng cái nồi đế. Rồi 150. Rồi chiều cao 60. Đế sổ 35. Dạ. Rồi cây mã số 7, 8. Số 8. Em giao lưu đến quý cô chú anh chị gần xa 9.800.000. Dạ. Phơm cây này thoát thân cũng rất là thấp luôn. Thoát thân nói chung cái này thoát thân còn có mấy xăng à. Dạ. Chung mấy cây mẫu cây này là mình về mình bắt cái phơm tàn lên mau đầy tàn lắm ha. Chiếc nón kỳ diệu nha. Mã số này mã số 8, 9.800.000 nha cô chú. Chung giá hôm nay dễ chơi cho cô chú anh chị mình sưu tầm nha. Rồi. Đổi cây. Mã số 9. Mã số 9 phải không? Dạ, mã số 9. Mã số 9. Một cây này là em giới thiệu với cô chú là cây này là con mẹ ha, cha với mẹ nè, đeo một đứa con này ha cô chú. Cây thì nó đặt khến, đặt một cái củ đặt cứng ngắc luôn nha, không có tách khé rời gì được nha cô chú anh chị. Cái cây này mà cô chú nào mình chơi phong thủy ha, lấy những cái cây này mình chơi quái ha. Đó.
gia đình mai hoặc là phát đúng tam tài cũng được. Đúng rồi, mình chơi tam tài cũng được, nó tùy nó là nè, nó này là mẹ nè, này là cha ha, họ hàng này đẹp nha. Cha à, hơi bị đô nha. Nè, nó có cái mông luôn nè, nó nhìn nó mình cái này là cũng như mình tả là kiểu như trừu tượng thôi nha cô chú, chứ cô chú muốn chơi như thế nào thì cô chú ha, đế thì đế cộng lực nha. Đó, rất là khéo cây ha, nhìn nó lạ lạ cây, lâu lâu mới được cái mẫu cây ha. Rồi em cho cái tổng cái hoành thân này ha là 79 nha. Đó, cái chiều cao gì ha là nó được 70 ha. Rồi tổng cái cục đế, tổng cái cục đế gì là nó 170 nha cô chú, một thước dây ha, viên gan tay 170. Đó, đế lực lắm, đế đế cộng đế bự ha, em đo đế sổ gì là 3 tấc rưỡi ha. Dạ rồi. Đó, rồi hàng này cũng quái quái lắm ha, quái lâu lâu mới săn được cây này ha. Rồi mã số số 9 em giao lưu 16.800.000. 16.800.000 ha. Đó, cây này ngoài bự dữ lắm nha. Để em đo cái ước lượng cái chậu về cho cô chú anh chị mình biết vô cái chậu 70 nè. Đó, này F70 luôn nha, F7 luôn ha. Cắt rễ vô một chút nha. Đó, mặt này quá đỉnh nè. Dạ cô chú anh chị mình thích sưu tầm tứ quý liên hệ với số điện thoại của anh Hiếu có trên phần tiêu đề giúp em cô chú nha. Ừ. Dạ. Rồi, đổi cây. Dạ mã số 10. Rồi, mã số 10. Lùng lực sát lớn nha cô chú anh chị. Lùng lực sát lớn nha. Đó. Cây này lửa này nó sống khỏe, nó lên tược ha, kéo nhựa mạnh nha cô chú anh chị. Đó, hôm nay em giao lưu rút vốn đến quý cô chú anh chị mình chơi luôn cộng rễ ha, rất là lực nha. Mã này mã số 10 phải không? Dạ. Lực mà đều dắt luôn cô chú anh chị, rễ lót có hết trơn luôn ha. Quá đẹp nha cô chú. Cây thì cái giá sát cây này khủng khiếp nha. Đo 2-3 vị trí cho cô chú anh chị mình tham khảo nha. Như đây là 50 ha cô chú anh chị. Nó một vòng đây là 50 nè ha. Rồi em đo lên trên đây cái đó nha. Đây là 47 ha. Đó, nhiều vị trí. Nó cắn nở xuống đây một chút, nó gì nó là 59 ha. Nhiều vị trí luôn, em chơi. Rồi cái chiều cao. Chiều cao là 65. Kính bầu 75. Rồi, cây tứ quý mã số 10 này em giao lưu đến quý cô chú anh chị gần xa. Giá là 15.800.000. Dạ. Cây tứ quý lùng lực sát lớn nha cô chú anh chị. 15.800.000 nha. Dạ. Rồi, đổi cây. Dạ, tiếp theo mã số 11 nha. Rồi, mã số 11 nha. Cây này cây ông già ông chơi. Ông chính thì quá nhạo, cành hồi, cành đía gì ha. Dạ. Củ đế thì củ đế đặc ha, có cây tử ha. Đó, mà nó liền khói nha. Đó, cộng rễ thì lực không. Đó, có rễ chịu, rễ gãy chân cô chú đế sổ đều luôn nha. Dán hơi xiên mà có cành hồi về luôn nha cô chú anh chị. Rồi em vô hoành thân, em đo vị trí này ha, 34 nha. Dạ rồi. Đó, cái cũ nha, cái cũ là nó 97 nha. Chiều cao tổng thể cây ha 97 luôn. Đế sổ 29. Đường kính bầu là 65. Cái cũ nè. Quá trời. Cái này cũng chi nha nhạo nha cô chú anh chị. Dạ rồi mã số 11. Mã số 11 này em giao lưu 7.500.000. Dạ. Rồi, đổi cây. Mã số 12. Rồi mã số 12 là một cục đế ha, trái khóm nha. Đế thì nôm nè, đặt cứng ngắt luôn nha quý cô chú anh chị. Nó sổ nè, một vòng cho cô chú anh chị mình ngắm ha. Cộng đế dữ lắm ha, trong nè ha. Nó đặt khểnh luôn ha. Cây này là cây nằm trong chậu nha cô chú. Mã số này mã số 12. Cái phong cây nó gót cây lắm cô chú. Gót cây. Rồi em tổng thể chiều cao trước đi ha, chiều cao là 58. Đế sổ là 35. Rồi vô hoành thân một vị trí, một 38. Rồi cái cục đế lửng ngay đây, cục đế lửng nha, 105. Cây này tổng nồi đế chắc 150. Rồi 150 nha cô chú. Rồi
Rồi cây tứ quý, cây này cây mã số 12. Em xin mạn phép giao lưu được cùng quý cô chú anh chị gần xa ha. Giá là 12.800.000. Đó, bao ship nha cô chú. Quá đẹp. 12.800. Rồi, đổi cây. Dạ, mã số 13. Rồi, mã số 13, một cây tứ quý trực bay nha cô chú anh chị. Cây này của người ta là cây nằm mô ha. Cốt cành người ta dâm lại nó, bữa nay nó bẻ qua nhạo nè, người ta chơi ghim nè, đó. Rồi người ta em giao lưu luôn ha, em mua luôn ha. Đó. Để nè, để cũ nha. Để cũ mà để cắm xuống nha cô chú, không gãy lực hơn cầm tay em ha. Đó. Đây. Cây này phơm dáng này về cô chú anh chị mình khui ra mình trồng bầu đất ghim nha. Đó. Để thì để cũ nha. Nó có cái thẹo này, là thẹo này hồi xưa chắc em không biết cái này người ta chơi sao mà nó liền luôn hết cô chú, nó sành ha. Đó, em chỉ gõ để cô chú anh chị mình nhận cây rồi khỏi phiền nàng em ha. Nó ngoài ra là cây sống khỏe bình thường ha, cô chú thấy cái tược này là cô chú biết. Rồi em vô cái hoành thân 42 hoành nha cô chú. Đó, cái cũ cây này em đo tràn vô gì cái cũ gì ha, là nó được 81 nha. Đó, em đo cái chiều cao tổng thể là 1m3. Cây này nó có cái cành phóng ra ha, cành phóng gì là được 50 nha, cành phóng 50. Đó. Cây cốt cành rất là lực nha, cái cốt cành nó khoảng đây, cốt cành nó được 20 nha cô chú. Đó, tay chi là nó đều bon luôn. Cái này về ghép là bao nhiêu? Ghép là vô cái phơm tàn ra rất cực kỳ phơi. Rồi cây này em giao lưu đến quý cô chú là giá 11.800.000 nha. Dạ. Cây này mã số 13, mã 11.800.000. Rồi em đổi cây. Dạ, mã số 14. Mã số 14, rồi một cây trực quân tử nha. Cốt cành đóng như đinh nha cô chú. Nó. Dạ. Em quay một vòng cho cô chú anh chị mình xem cốt cành cái ha. Hồi cây này đóng như đóng đinh luôn nha cô chú. Đều bon luôn mà, cành 1, cành 2 ha. Nó đều tứ diện lên trên luôn. Mã số này mã số 14. Rồi. Đó, đế thì để chảy, để nôm nhẹ nhẹ ha. Em cho một hoành thân. Rồi 38 hoành nha cô chú. Đó. Cây này tổng cái bầu đế gì ha là 170. Cây này nó có cái chiều cao. Chiều cao là 1m4 nha. Cây này nó có cái độ thoát thân ha, thoát thân là 18 nha. Đường kính bầu hiện tại, đường kính bầu là 68. Chi cành để đóng đều như sắp luôn ha. Chi cành thì thôi khỏi phải bàn nha cô chú anh chị. Thoát thân nó cũng cân đối với cái phân tàn. Đúng rồi, thoát thân ha. Dạ rồi, em xin giá luôn. Rồi, mã số 14 này em giao lưu là 12 triệu nha. Dạ. 12 triệu, em bao ship nha cô chú anh chị. Mã số 14. Dạ rồi. Đổi cây. Cây này hơi ướt nha, bị mưa nha cô chú. Dạ, mã số 15. Rồi, mã số 15 nha cô chú anh chị. Một cái cục đế nè, đó, nó như cái ổ bánh bò nha cô chú anh chị. Đó. Đặt không cắm hết trơn. Này nó ba chi ha, mà nó có những cái cốt cành này á, về cô chú mình đóng vô nó mau đầy tàn lắm nha cô chú. Cây này của người ta chơi á, người ta cắt lại, người ta nuôi ghim lại nè. Đó. Mã số này mã số 15. Rồi em vô cái hoành thân nha. Hoành thân 38 thôi, 39 nè, là tính 38 thôi ha. Rồi em đo cái củ lẫn nhẹ nha. Củ lẫn nhẹ gì 145. Tổng cái nồi đế. Tổng cái nồi đế gì thì nó được 200. Chiều cao. Chiều cao tổng thể là 68. Kính bầu hiện tại 80. Cây này đường kính bầu 80 là nghe cô chú anh chị. Cây này ở ngoài rất là khủng nè, đó. Rồi, cây tứ quý mã số 15 em giao lưu với quý cô chú anh chị giá là 10.800.000. Dạ. Rất là đẹp nha cô chú anh chị. Nè, để nó tròn quay luôn nha. 10.800.000 nha. Rồi, em đổi cây. Mã số 16. Rồi, mã số 16 nha cô chú anh chị. Đẳng cấp ha, một cặp đây. Đó. Một cặp là nghe cô chú. Dạ. Cái này em giao lưu với quý cô chú là một cặp nha. Đó. Đó, một cây cặp trực lắc nha cô chú. Trực lắc mà quay cành nhạo nha cô chú. Dạ. Lâu lâu mới được kiếm được cái mẫu mà thêm là đế cũ nha.
Đó, cốt cành đóng như đóng như đinh ha. Cây này cây quay cành nhạo ha cô chú anh chị. Đó, là em rút cốt vô cho cô chú anh chị mình xem ha. Đó, cây thì đế cũ nha cô chú. À, hết biết gối lộn mà sổ nữa nha. Đặt luôn. Cái này em giao lưu với quý cô chú một cặp cho cô chú anh chị mình chơi, sở hữu một cặp luôn ha cô chú anh chị. Cô chú nào sở hữu một cặp thì mình chơi một cặp đi, để khỏi rời lẻ mất công nó lội lạc thêm ha, chơi một cặp cho nó xứng đáng. Thoát thân nói chung là không, cũng coi như là không thoát thân luôn. Đó, hoành thân ha, 44 nha cô chú. Đây, em đo có một vị trí một ha. Đó, em chịch lên đây chút nữa cho cô chú anh chị mình tham khảo nha. Nói chung là đây, gì là nó 41 ha. Đó, hai ba vị trí nói chung hoành em không có quan trọng, mà quan trọng là cái cây nó đẹp ha, với giá cả nha cô chú. Cái củ đế lẫn đặt là 125 ha. Tổng cái nồi đế cây, tổng nồi đế cây này khoảng 200. Cây này nó có cái chiều cao, chiều cao 128, chiều cao 1m28 nha cô chú anh chị. Cái đế nó sổ nè, đế nó sổ là 3,5 tấc nha cô chú anh chị. Sổ đặt sổ nôm đế cũ luôn ha. Đó, 3,5 tấc. Đó, rồi tai chi thoát thân thì coi như là thoát thân gì là nó 13 ha. Nè, cái tai chi cái cốt một nhẹ là 16 nha. Nói chung cốt 2, mấy cây này em đo kỹ cho cô chú là nó 16 luôn. Rồi, đó, thằng nó lắc gió cái đọt, gió cái đọt cây này nó gió cái đọt có đúng là đầu voi đuôi chuột 11 nha cô chú. Đó, đầu voi đuôi chuột ha, mà nó nâng lên từ đây ha, nó đều hết. Rồi, cây này mã số 16 ha. Ủa 16 hay 17? 16, 16. 16 đúng rồi, 16, 17. 10. Đó, 16 nha cô chú. Rồi, bắt đầu em quay cây số 16 với cây số 17 rồi em báo giá luôn nha cô chú. Một cặp luôn ha. Đó, em báo một cặp cho cô chú anh chị mình chơi nha. Em đổi luôn nha. Rồi, đổi đi. Mã số 18 nha. Rồi, mã số 18 là cây cuối clip của ngày hôm nay nha quý cô chú anh chị. Một cây tứ quý mà đế nè. Đế nó như một trái banh tròn luôn nha cô chú anh chị. Đó, đều bon hết. Cây nó rất là mập, cây nó năng nè, cốt cành nó đóng như đóng đinh nha cô chú. Tứ quý bây giờ kiếm mà cốt vàng cốt cỡ này thì thôi. Đó, này rút cốt vô hơi gì cho cô chú mình ghép ha, chừng nữa cô chú mình rút vô chút nữa hoặc để gì ghép cũng ok nha cô chú. Ngon lành ha. Đó. Cục đế nè. Đó, em quay một vòng cho cô chú mình chiêm ngưỡng ha. Rồi, em vô cái hoành thân nha. Bắt đầu em vô hoành thân. Năm mươi hoành nha cô chú. Nó một vị trí một à. Nó eo nhỏ em quay cho cô chú mình khỏi ha, cắn nở gì nha. 50. Chiều cao. Chiều cao là 130 ha, 1m3 nha cô chú. Rồi, cái cục đế lửng ngang đây. Đây này cục đế dữ lắm, cục đế lửng ngang đây gì là nó khoảng 180 đi. Đó, rồi tổng cái nồi đế. Tổng cái nồi đế ngang đây gì là nó chắc ở khoảng 240, 230, 240 ha. Đó. Đế sổ, cây này nó đế sổ xuống là 4,5 tấc nha cô chú. Đó, 45. Giót ngọn ha, cây này nó giót ngọn có chút xíu này nè. Cây 50 hoành mà giót ngọn có 17 ha cô chú. Đó. Đóng đàn tàn, đóng vàng xương nè. Cây này cũng cái thoát thân thấp nữa nha. Thoát thân đây, thoát thân đây. Chút xíu thôi. Đây, nó có 10 cm thôi. Dạ. Đó. Mấy cây này là cái mẫu cây này rất là, nói chung lâu lâu mới kiếm được mấy cái mẫu cây thân cây mà nó lùn nó mập như vậy hả cô chú anh chị. Rồi, cây tứ quý cuối cùng mã số 18 em xin mạn phép giao lưu cùng quý cô chú anh chị gần xa ha. Giá là 42 triệu nha cô chú. 42 triệu ha. Em bao ship cô chú anh chị mình toàn quốc nha cô chú. Cây giót ngọn nha quý cô chú anh chị. Đó, thông cây mà giót ngọn không có thẹo dít gì hết. Nói chung là cây là đó. Yên tâm mà cô chú mình chơi ha. Mua cây bên em thì em bao cô chú mình sức sống mãnh liệt ha. Cây là bầu đắc ghiên nó. Yên tâm mà cô chú mình chơi nó, về mà có vấn đề gì thì cô chú cứ báo em trong vòng 1 tháng 2 tháng gì ha. Cây có tình trạng như thế nào thì cô chú cứ báo em ha. Đó, mà nói chung là cái cây này của em đây là cây bầu đắc ghiên là cô chú yên tâm. Cái mới khai thác đầu ha. Rồi, hôm nay em cũng được 18 thôi tứ quý ha, cũng rất mong cô chú anh chị gần xa xem và ủng hộ cho em ha. Số điện thoại em nhắc lại là 0907 864 124 ha. Rồi, địa chỉ em là thành phố Cần Thơ nha cô chú. Dạ. Rồi, em xin mến chào. Em xin chào.
kết thúc clip tại đây luôn cô chú anh chị nha.